Chào mọi người sáng cắt tỉa, hôm nay trời mưa quá mưa. Đây vô nhà làm á, sáng có làm được cây dáng bay bay á, đây còn cây nữa nè, cũng dáng bay bay á. Đây, thấy ban đầu thấy nó rậm rạp ghê chưa, thấy nó tùm lum không gì ra gì hết trơn. Đây, người ta cắt tỉa, tháng này thì vẫn cắt tỉa được nha. Những cái nhau nhóc bên trong cắt cho nó thoáng ra, nó thoáng ra. Mấy cái này không có khả năng cho bông á, cắt vỏ đi. Nếu không có năng hai cho bông, cắt vỏ đi. Mà mình sẽ cắt ha. Đây những cái nhánh nhỏ nhỏ này nè, đấy nằm bên trong á, đấy nằm bên trong nè. Đấy. Cắt bỏ đi, không có sao hết nè. Để không có bông hoài đó, để cũng hoài à, bỏ đi. Bên trên nó tùm lum luôn ha. Đấy. Bỏ đi. Nhánh này nè, cắt quả đi. Bên trong này nữa nè. Bỏ đi. Còn đây nữa nè. Rồi. Cắt mấy cái mà nó rõ lên ha. Đây, trong đây nè. Trong đây nữa nè. Đấy, ta cắt ha. Đây nè. Để nó cũng vậy à, để nó không có bông hoa ra, bỏ đi. Nó dồn sức là nó nuôi ha. Mình vậy mà cắt không sao hết à. Đây. Nó làm nụ đây, nó làm nụ thì nó để nó ra cái đọt mới thì nó làm nụ á. Làm nụ phải có ánh sáng mặt trời thì nó mới làm được. Đây, mấy cái nhỏ nhỏ này nè, mấy cái hột gạo này nè. Đấy. Đây, giờ chúng ta cho nó ra một cái đọt này ra luôn ha. Thúc phân cho một cái đọt này ra. Đây một đọt này ra. Vậy chúng ta cái đọt này ra thì nó có cái một cái ngành như thế này nè, nó sẽ làm nụ vào cái hột gạo này nè. Giờ tới Tết là còn phải 6 tháng nữa. Cứ yên tâm đi, không có sao hết á. Còn ở trong này vô như đây nó đâu có cái gì đâu mà lấy ra gì nó làm nậu quá. Cái đọt ta mới cắt nè, nó không có cái gì hết trơn. Mặc dù mà quả mai thì nó có cái đọt nhỏ, có một cái mắt nhỏ xíu nè làm nụ, mà tới đây nó cũng không có ra hình ra dáng gì hết trơn ha. Đấy, nó phải có hột, ít nhất phải có hột gạo giống như kiểu này nè. Đây giống như kiểu cái nhánh bên trong nè ha, nó nằm tuốt bên trong nè, không có nắng mặt trời á. Chúng ta có để nó cũng không có làm nụ nét gì hết trơn ha. Bây giờ cắt vỏ nó đi. Đây, cắt thì nó thoáng lên liền ha. Đây xem giờ cái nhánh dừa mà mới cắt nè. Đây, cắt vỏ đóng luôn á. Đây xem nhánh dừa cắt ha. Nó không có nắng mặt trời thì cái nụ trong đây nè, cái hột gạo nè cũng chả có lớn vậy, mà khi mà nó lớn nè thì bông nó hoa nó cũng chẳng có nên gì ha, không nên hình danh dáng vậy đâu, thì bỏ luôn đi. Bỏ luôn nha. Rồi đây mình cắt nha. Mấy cái nó gọn lên nè, rồi dùng nhôm muốn định hình lại ha. Thấy nó thoáng cây lên liền. Cây này thì có vết xù nè, quay cho anh em xem chơi nè. Đây, vết xù nè. Đây, xù nè, xem chơi nè, xù ở trên này nè. Nó xù nổi cục ra luôn nè. Đây là xù thân á. Giống như cây cổ thụ vậy. Không, lấy điện thoại chơi được.
Rồi, uống định hình sơ sơ rồi ha, qua cho mọi người xem cho vui. Đây, cây này thì tài mấy ít nè, đây, cắt rong nó là cắt lọc bớt ha, để cho nó nhảy thêm nè, chứ mà để tùm lum này không có nào ra nào hết. Mình dạng cắt đại đi. Đó đi. Đây, nó thoáng ha, thoáng rồi. Thoáng rồi, có nắng mặt trời nó chiếu xuống nè, chiếu xuống thì nó len lỏi vô đều đều cây hết ha. Đây, uống sơ cái quay cho mọi người xem cái này ha. Đây nha, vừa vô mấy cọng nhôm sơ sơ lại ha. Đây, nó cũng thoáng thoáng lên rồi đó. Đây, như thế này thì tới Tết giờ cho nó ra khoảng, cây này thì mình cho nó ra khoảng 2 cây đọt nữa ha. 2 cây đọt nữa. Có vết xù nè, nhìn thấy cũng lạ lắm á. Xù á, bên trong à, nó cục lên nè. À, giống như cây cổ thụ vậy. Nên nổi trên không á, nổi trên không à. Bên đây cũng nổi đó nè. Chỗ này không biết sao nó cục lên chỗ này. À, mới cắt ra nhiều lắm á. Đây, cắt ra một đống này luôn nè. Đây. Mấy cái này chúng ta có để thì nó cũng không có bông hoa ha, nó đi nó lại nhiều lần nè. Cứ cắt mà mạnh dạn cắt bỏ đi. Mấy cái mà nắng mặt trời này nè. Đấy, mấy cái này mới chính là mấy cái mà nó sẽ cho hoa nè. Thế này nó hứng nắng được thì nó cho hoa được ha. Này như này hình thành cái hộp gạo bên trong nè. Hộp gạo bên trong nè. Hộp gạo bên trong đó, phải có nắng đều hết đó, thì nó mới hình thành được. Dán bay cái này mình để thả cho nó lớn đi. Góc bên trong này già này ghép lâu mùa lắm rồi đó, này ghép mà đến đâu là 4 năm rồi đó, 4 năm rồi ha, 4 năm mà cái chọc ghép nó còn nhỏ. Nó lâu lớn tại vì cái này ghép cấy vào thân nè, cái vào thân mà cấy vào cây mai xù nữa, chứ không phải là ghép chọt á, cấy vào trong thân của cây mai xù luôn nên nó lâu lớn mà được cái sau này nó liền lạc á, cấy vào thân của cây mai xù luôn, xù cục đây luôn nè. Nhà chúng ta thì nếu mà chúng ta thấy phát hiện thấy mà ở trong này nó rậm rạp, chúng ta mạnh dạn cắt bỏ đi ha, bỏ đi để trong để nó cũng không có nụ niết gì đâu. Rồi, xin chào mọi người, chúc mọi người một buổi chiều tốt lành. Ở đây có mai Thủ Đức nó nở nè, quay cho mọi người xem chơi. Mai Thủ Đức nè, đây là cái hàng cây như là giống nở nè. Cái này là Thủ Đức đúng không? Này là Thủ Đức ha. Nó chùm luôn nè. Đây, cây nhỏ. Thấy không? Nhìn thấy đã không? Đấy. Tháng này nè, là đi hồi Tết á. Hồi Tết cắt đô mà nó ra cái nụ mới nè. Đây, ở dưới đây còn mấy bông ở dưới nữa nè. Nhìn thấy đã chưa, Thủ Đức à. Này được có 9-10 cánh vậy. Này, Thủ Đức à. Thủ Đức thì cánh nhọn. Còn Phú Tân thì cánh tròn, bên kia có Phú Tân nở kìa. À, Phú Tân nở bên kia, thì bứt cái bông Thủ Đức qua kia so với Phú Tân à. Phú Tân bên kia cây nó già mùa nó nở đẹp lắm.
thủ đức à. Mấy cây mà năm 2, năm 3 nở đã lắm. Đây có cây cúc nở nè. Cúc lông cũng bự luôn á. Cúc mà cúc Tân Châu á, bông bự chảng luôn rồi chứ. Bông bự bự không à. Hiện tại cái nhị này vẫn còn mùi thơm á. Thơm thiệt luôn á, cái nhị này mà hít vào rồi đó thì nó có mùi thơm luôn á, nó vẫn còn mùi thơm luôn á. Đây là Phú Tân nè, Phú Tân thì cái màu hoa, sắc hoa nó đậm hơn á, cánh nó tròn. Này nè, hoa nó dày lớp nè. Này bữa hôm bấm đôn nè. Bấm đôn lại một là nó ra đọt, hai là nó sẽ ra bông á. Bấm đôn cái nào nó hình thành bông thì nó ra bông luôn, còn nào nó chưa thành bông thì nó ra đọt. À, bấm đôn mới có tuần mấy, hai tuần nè, nó ra nè. Cây này thì ghép già mùa ha. Những cây mà ghép già mùa á thì nó sẽ bông nó sẽ nhiều lớp lắm, Phú Tân nè. Còn những cây năm nhất năm hai thì bông nó thông thường nó chỉ hai lớp thôi. Còn những cây già mùa năm ba trở đi á, là nó sẽ nhiều lớp, nó ba lớp à. Phú Tân hoa nó màu đậm hơn á, cái sắc hoa nó đậm hơn Thủ Đức. Anh em tin không, là cái bao này nó ở rất sáng, mà hiện tại là 3-4 giờ chiều mà mình hít vào cái nhị này nè, nó vẫn còn cái mùi thơm ha. Đây, hoa mai mà nó thơm là do cái nhị này, do cái nhị này. Đây, nhắc cái chuyện mà bấm đọt á, bấm đọt ra đây. Bấm đọt cái cây giảo chùm nè. 7 bông á. 2 4 6 7 á, 7 bông bấm đọt nè. Bấm đây ha, nở nè, hồi sáng này nở, hiện tại vẫn còn thơm á. Đấy, đã chưa? Đây khi Tết á, trước khi mà lặt lá. Ngày lặt lá ngày 12 đều đó. Chúng ta trước khi ngày lặt lá, chúng ta vô Thủ Đức lặt lá ngày 12. Phú Tân lặt lá ngày 14, ta bấm đọt á, bấm đọt, bấm hơi sâu vô, bấm hơi vào trong chút xíu á, chứ đừng bấm sạch bách á, không sạch bách là không còn nụ niết gì đâu nở á. Ta bấm những cái đọt mà nó lặt lá, ví dụ như cái nụ nằm ngay đây, ta bấm chặn ngoài này nè, để cho nó dồn sức, nó nở hết luôn ha. Đây là Phú Tân này là ghép lên đây năm thứ tư rồi nè. Này, những cây già mùa thì bông nó dữ lắm, cao 1 mét mấy á. Phú Tân nè, lần trước là giao lưu với anh em á, là còn lại là 2 cây giáng thông nè. Cái này thì giao lưu với giá là 3,5 triệu á. Giáng thông rất là cao luôn, cao 1 mét mấy á. Nó già mùa rồi, già mùa thì bông dữ lắm. Đại lộc sáng giáng bày sáng sửa nè ha. Giáng bày sáng sửa đó. Còn này Phú Tân mà dáng tiểu phù quải tử vậy nè, thấy cũng là lạ nè. Đấy, thấy cũng là lạ, đây, rất là lạ đây. Này, nhìn bông ha, đã chưa?